Trấn Thành khẳng định bản thân làm đúng trong vụ tiền từ thiện gửi gắm lời cối đến bà Phương Hằng. Xuất hiện tại sự kiện, Trấn Thành thẳng thắn đối diện ồn ào từ thiện cách đây vài tháng. Mới đây, Trấn Thành xuất hiện tại sự kiện họp báo. Tại đây, nam MC có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về ồn ào từ thiện đã qua. Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ, nếu nói không ảnh hưởng thì không đúng, đương nhiên mình bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt uy tín này nọ. Nhưng tôi vẫn rất tích cực vì tôi nghĩ mình làm đúng với lương tâm của mình. Mình nghệ sĩ mà, trách nhiệm của nghệ sĩ là không sợ và phải đối diện với nó. Mình chỉ sợ khi mình sai thôi, nếu mình sống đúng thì không có gì phải sợ cả. Và tôi sẽ tiếp tục làm tốt những công việc mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm để luôn luôn đúng với những gì mà quý vị yêu thương. Giữa năm 2021, Trấn Thành bị bà Nguyễn Phương Hằng, nữ đại gia đất Bình Dương, réo tên trên sóng livestream, đề nghị công khai sao kê minh bạch số tiền kêu gọi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020. Về khoản tiền hơn 9 tỷ mà Trấn Thành quyên góp được, nữ đại gia đề nghị anh sao kê minh bạch. Thậm chí nữ CEO còn tuyên bố tặng nam MC 50 tỷ nếu trong vòng 10 ngày anh dũng cảm sao kê toàn bộ số tiền quyên góp. Cho tới ngày 7 tháng 9 năm 2021, Trấn Thành chính thức công khai bản sao kê hơn 1.000 trang cho số tiền hơn 9 tỷ quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020. Cũng trong bài đăng này, ông xã Hari Won ẩn ý nhắc đến nữ đại gia ngỏ ý trao cho mình 50 tỷ nếu trình sao kê. Anh nói rõ quan điểm không muốn nhận tiền từ ai, thay vì dùng tiền đó gửi cho mình thì nên đi làm từ thiện. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến vị khán giả đã có nhà ý tặng cho Trấn Thành 50 tỷ đồng nếu tôi sao kê. Tôi nhận thấy ngoài kia xã hội còn rất nhiều người nghèo cần chúng ta giúp đỡ, nhất là trong lúc này. Nếu quý vị đã có thiện chí như vậy, xin hãy giúp Trấn Thành gửi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nam MC bày tỏ. Tuy nhiên, khi Trấn Thành công khai sao kê đúng thời hạn, nữ đại gia bị cho là lật kèo. Bà cho rằng nam MC từ đầu đã không phản hồi lời thách thức của mình, đồng thời nhấn mạnh anh phải sao kê và chứng minh với công an, không phải với bà nữa. Cho tới hôm 9 tháng 9 năm 2021, nữ đại gia cho biết sẽ bảo lưu số tiền 50 tỷ cho nam MC, không bao giờ rút lời hứa. Tuy nhiên, việc Trấn Thành đưa ra 1.000 trang sao kê chưa thực sự thuyết phục bà. Nữ đại gia cho biết sẽ nhờ cơ quan công an, ngân hàng, kiểm toán vào cuộc để làm rõ đúng sai. Đồng thời, bà yêu cầu Trấn Thành công khai toàn bộ số tiền thu chi, đóng thuế trong suốt nhiều năm đi diễn. Nếu như nam MC không sai điểm nào trong những điều trên, bà sẽ trao ngay 50 tỷ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nữ đại gia bẻ lái đi quá xa so với yêu cầu ban đầu của bà là chỉ cần trưng sao kê. Sau khoảng thời gian ồn ào, kèo chơi 50 tỷ mà CEO đưa ra với Trấn Thành dần rơi vào quên lãng. Cho tới tháng 1 năm 2022, Trấn Thành được cơ quan chức năng khẳng định không có hành vi ăn chặn từ thiện sau khi tiến hành điều tra xác minh. Là nam MC diễn viên có cách xê khủng trong showbiz Việt, Trấn Thành thường xuyên chi tiền túi tặng cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt xuất hiện trong các game show mà anh tham gia. Ngoài ra, nam danh hài còn nổi tiếng là sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, sang chảnh, chất đầy nhà. Bên cạnh niềm đam mê nước hoa, MC quốc dân cũng không ít lần khiến người hâm mộ phải há hốc với việc khoe khéo loạt đồng hồ hàng hiệu xa xỉ. Gần đây, trên tài khoản Instagram cá nhân, nam MC đăng tải hình ảnh vừa kết nạp thêm thành viên mới. Đó là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Audemars Piguet dòng Royal Oak, mức giá rơi vào khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng tùy từng thời điểm. Phía dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen vì độ giàu có chịu chơi của ông xã Hari Won, song một số cư dân mạng lại biểu môi cho rằng nam MC khoe khoang làm màu. Thậm chí có người chỉ trích Trấn Thành thường xuyên khoe mua đồ hiệu nhưng lại không tặng bố mẹ vợ một căn nhà, để ông bà vẫn phải ở căn hộ đi thuê bên Hàn. Bởi trước đó, Hari Won từng lên mạng than thở bố mẹ cô chưa thể mua nhà ở Hàn Quốc vì giá cả, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Do vậy, đa số đều cho rằng những lời chỉ trích nam MC là quá vô lý. Sao chỉ trích người ta, chả lẽ con rể phải có nghĩa vụ mua nhà cho bố mẹ vợ à? Hoặc có thể muốn mua tặng mà chắc gì bố mẹ vợ đã đồng ý, người ta có tự trọng chứ, đừng vội phán xét khi chưa rõ sự tình. Một bình luận của cư dân mạng được nhiều người đồng tình.